Một phòng trên khách sạn Paradise trên đảo Cát Bà nha. Ôi ao được bao nhiêu ngày nằm được cái nệm đó trời ơi. Đi học cũng khổ hơn cả chứ nữa. Đây, phòng ốc đàng hoàng tử tế nha. Có gái đâu hoa này. Gái này là gái đực. Nha, phòng ốc tử tế đàng hoàng nha. Khách sạn Paradise trên đảo Cát Bà nha. Ổn áp ly hoa chưa? Đây, khu vệ sinh nha. Đệm một, đệm chân. Bồn tắm đó. Khách sạn lịch sự nhất đảo Cát Bà. Khách sạn Paradise. Đó. Đây là tấm gương. Vừa mới đặt chân đến đây trong vòng 5 phút. Đây là hệ thống ánh sáng. Vậy là cầu thang máy. Lối đây là lối đi cầu thang bộ. Lối đi cầu thang bộ. Đó. Phòng 602. Nhìn rất là lung linh huyền ảo nha. Paradise Hotel. Ski bar, massage, restaurant, reception, coffee and fast food. Online 0967 747 499.